chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Nga lên tiếng về kết quả hội nghị thượng đỉnh G7. Chuyến thăm châu Á không như kỳ vọng của Tổng thống Ukraine. Tổng thống Putin chúc mừng quân đội Nga kiểm soát toàn bộ Bakhmut. Nga đủ sức tiêu diệt các máy bay F-16. Bây giờ là tin chi tiết. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ kết quả hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima là một loạt các tuyên bố có tính chất chống Nga và chống Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Nga, một lần nữa, kết quả của sự kiện G7 là các quyết định bị chính trị hóa nhằm vạch ra các ranh giới chia rẽ trong quan hệ quốc tế, phá hoại sự ổn định toàn cầu. Đồng thời, nỗi sợ hãi, hoang mang về sự xuất hiện của một thế giới đa cực đang buộc các thành viên của G7 hợp lực để thổi phồng chủ nghĩa bài Nga và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng G7 đúng nghĩa là đã cố định vào một cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Thông qua những nỗ lực của Mỹ, nó đã tiếp quản các chức năng của trụ sở chính trong việc hoạch định các biện pháp trừng phạt và các yếu tố khác của một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga, bao gồm cả việc xác định quy mô và thời gian cung cấp quân sự của phương Tây cho chế độ Kiev. Ngoài ra, Washington, với sự hỗ trợ của London, đang buộc các đồng minh của mình đưa ra những quyết định bất lợi cho họ, chẳng hạn như tăng chi tiêu quân sự để hỗ trợ Kiev, hỗ trợ người tị nạn và mua khí đốt từ Mỹ. Đồng thời, các nước G7 không ngần ngại lôi kéo các quốc gia không phải phương Tây về phía mình và ngăn cản sự phát triển quan hệ với Nga và Trung Quốc. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, rõ ràng G7 là nhân tố chính làm trầm trọng thêm các vấn đề toàn cầu. Nó không thể phản ánh lợi ích của các trung tâm phát triển khác, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Một ngày trước đó, các nhà lãnh đạo của các nước G7 đã thông qua thông cáo chung trước khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh. Theo đó, các nước G7 sẽ phản đối các hành vi phi thị trường của Trung Quốc, bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực phản đối. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh là nhằm mục đích ngăn chặn kép cả Moscow và Bắc Kinh. Theo ông, NATO và EU đã đặt cho mình mục tiêu đánh bại Nga trên chiến trường và loại bỏ nước này như một đối thủ cạnh tranh địa chính trị. Sau chuyến thăm châu Âu nhận được nhiều cam kết hỗ trợ quân sự khủng giá trị hàng tỷ euro từ các nước phương Tây, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục được mời đến dự các cuộc họp thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Tại đây, ông đã có nhiều cuộc gặp riêng rẽ với lãnh đạo các nước nhằm thu hút sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, khác với chuyến thăm châu Âu vừa qua, nhà lãnh đạo Ukraine mới chỉ nhận được những lời kêu gọi hòa bình và hỗ trợ nhân đạo, thay vì những cam kết viện trợ quân sự khủng. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, ông Zelensky đã phàn nàn rằng một số quốc gia Ả Rập đã làm ngơ khi cuộc xung đột nổ ra tại Ukraine. Trong khi đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhận được lời kêu gọi tương tự từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong cuộc gặp đầu tiên với nhà lãnh đạo Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Thủ tướng Ấn Độ cho biết: Hiện cuộc xung đột Nga-Ukraine là một chủ đề thảo luận lớn của toàn thế giới. Tác động của nó rộng ra toàn cầu, nhưng tôi không coi đó chỉ là một vấn đề kinh tế hay chính trị. Đối với tôi, đó là một vấn đề của nhân loại và các giá trị nhân đạo. Các bạn sẽ hiểu những thách thức và nỗi đau của chiến tranh hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định nước này sẽ ủng hộ đối thoại và ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như tiếp tục mở rộng các hỗ trợ nhân đạo cho người dân quốc gia này. Ngoài cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Ukraine hôm nay đã có cuộc gặp với lãnh đạo G7. Điều mà Tổng thống Ukraine đang đặc biệt quan tâm đó chính là việc có thể sớm nhận được các dòng máy bay chiến đấu, trong đó có F-16 của Mỹ. Dẫu vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã cảnh báo các nước phương Tây về những rủi ro lớn nếu Ukraine nhận được F-16 và rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đạt được các mục tiêu đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo thông báo trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng các phân đội tấn công Wagner cũng như tất cả các quân nhân của các đơn vị lực lượng vũ trang Liên bang Nga, những người đã cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết và che chắn bên sườn khi hoàn thành chiến dịch giải phóng Artemovsk.
tất cả những người xuất sắc sẽ được trao thưởng của nhà nước. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Artemovsk được giải phóng là nhờ các cuộc tấn công của các phân đội tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không của nhóm lực lượng phía Nam thuộc lực lượng vũ trang Nga. Phía Ukraine phủ nhận việc thành phố nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malia đã viết trên kênh Telegram của mình rằng tình hình ở Artemovsk rất nguy cấp nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở đó. Theo bà, quân đội Ukraine kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp và khu vực tư nhân ở quận Samolet phía tây nam thành phố. Artemovsk nằm ở phía bắc Galovka, đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass. Các trận chiến khốc liệt diễn ra ở đây trong suốt 8 tháng qua. Vì thành phố này mà Kiev không cho phép đầu hàng, lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút các đơn vị khỏi các khu vực khác của mặt trận và trì hoãn cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chưa thể nói rằng chiến thắng ở Artemovsk sẽ là bước ngoặt. Ngược lại, sự đầu hàng của nó sẽ đẩy lực lượng vũ trang Ukraine vào cuộc tấn công đã hứa từ lâu. Bên cạnh Artemovsk là các khu vực kiên cố lớn nhất của lực lượng vũ trang Ukraine, Konstantinovka, Chasovia, Druzhkovka, Toretsk, Slavyansk, Kramatorsk, nơi các nhóm quân hàng nghìn người tập trung lại. Tình hình vẫn căng thẳng ở phía nam và phía bắc Artemovsk, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến công. Các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc tấn công của Ukraine có thể nhắm vào các khu vực Donetsk và Lugansk. Chuyên gia quân sự Alexei Sukolkin có cùng quan điểm. Theo ông, với sự thất thủ của Artemovsk, đối phương không còn lý do gì để trì hoãn cuộc phản công của mình. Nhiệm vụ của quân đội Nga là phá vỡ các kế hoạch của Kiev và không cho họ lý do để thành công. Mỹ và đồng minh đang lên kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không phản đối việc các nước khác cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Về phần mình, Kiev hy vọng sẽ nhận được tới 50 máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây. Nhà khoa học chính trị, chuyên gia quân sự, chuyên gia về xung đột giữa các sắc tộc, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Nam Kapkaz Evgeny Mikhailov lưu ý rằng việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã được thảo luận trong một thời gian dài, trong khi chính các nước châu Âu đã cố gắng trì hoãn quá trình này. Họ dự đoán Nga sẽ bị bẻ gãy nên không tốn nhiều công sức để cố tiêu diệt. Nhưng giờ đây, khi nhận thấy Nga đang hoàn thành các nhiệm vụ mà Tổng thống đặt ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt, phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Theo chuyên gia Mikhailov, bây giờ tất cả các lợi ích đang được đặt vào Ukraine như một tiền đồn của khối NATO. Cựu chỉ huy không quân, Trung tướng dự bị Valery Retunsky cho rằng Mỹ đang cố gắng đẩy quyết định này cho người châu Âu. Họ nhận thức rõ rằng việc cung cấp F-16 cho Kiev về cơ bản là một mức độ leo thang mới của cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh rằng để thực sự huấn luyện một phi công hạng nhất có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bằng F-16, anh ta phải có ít nhất 800 giờ bay. Do đó, nếu người Ukraine bay từ 80 đến 120 giờ một năm, họ sẽ phải chuẩn bị thêm 6-8 năm nữa. Cũng theo ông Retunsky, các tổ hợp của Nga bắt đầu từ những sửa đổi đầu tiên của hệ thống S-300, chưa kể đến S-400 và các hệ thống hiện đại khác hoàn toàn có thể tiêu diệt những máy bay F-16. Chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị, trưởng phòng phân tích chính trị và các quá trình tâm lý xã hội của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov Andrei Koskin cũng cho rằng với số lượng nhỏ, F-16 sẽ không có tác động đáng kể đến tình hình. Các hệ thống phòng không của Nga đã sẵn sàng đối phó với F-16 vì nó, mặc dù đáng tin cậy, nhưng là một mẫu đã lỗi thời. Theo ông, sẽ là quá tham vọng khi nói rằng những máy bay chiến đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình trên đường tiếp xúc. Phương Tây chỉ đơn giản là ném củi mới và ngọn lửa xung đột vốn đã âm ỉ một chút. Đường tiếp xúc dài hơn 800 km nhưng không có nhiều cuộc đụng độ tích cực. Tuy nhiên, phương Tây cần cuộc xung đột tiếp tục. Theo nhà khoa học chính trị này, NATO sẽ không có thời gian để chuẩn bị kịp thời cho các phi công Ukraine lái F-16. Nhiều khả năng, trong hầu hết các trường hợp, các phi công từ các quốc gia khác nhau sẽ điều khiển các máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, các phi công Ukraine có thể được đào tạo liên tục để đưa họ vào phục vụ trong tương lai. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố kế hoạch cung cấp máy bay cho Ukraine của phương Tây sẽ dẫn đến leo thang của khủng hoảng. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko, Nga có tất cả các phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Còn theo bài đăng trên tạp chí Military Watch, cỗ máy lỗi thời F-16 sẽ không thể cạnh tranh với các đối thủ như Su-35, MiG-31 và Su-57 của Nga. Các nhà quan sát cho rằng việc tiêu diệt những F-16 sẽ nâng cao đáng kể uy tín của không quân Nga và tổ hợp công nghiệp quân sự vốn gần đây đã vô hiệu hóa hệ thống tên lửa phòng không Patriot hàng đầu của Mỹ.
Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.